Chào các bạn, hiện tại thì mình đang di chuyển lên bên trên cầu C1. Đây, cầu vượt C1 này nằm ở tại nút giao Phan Cửu Nghĩa. Đây chính là khu vực bên dưới của nút giao Phan Cửu Nghĩa này nha các bạn. Và hướng bên đó chính là các bạn đang xem, đó chính là hướng của cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Các phương tiện đang di chuyển á, theo đường cũ đó. Đây các bạn thấy cái nhánh đường mà nhiều bạn cũng hay hỏi mình nè. Anh Lực Trần hỏi, cái cầu vượt chờ ở nút giao Thân Cửu Nghĩa có một nhánh rẽ chưa làm tiếp nhĩ. Ok anh, sau khi tìm hiểu thông tin thì nhánh này sẽ triển khai thi công ở các giai đoạn sau. Cái nhánh đường này nè. Nhánh đường này thì để sau này họ sẽ tiến hành để làm một cái nhánh đường này. Nhánh đường này nó sẽ bắt nối thông với cái đoạn đường bên đây. Nè, vị trí ngay chỗ vị trí đó đó. Hơi khó quan sát xíu nha. Hiện tại thì mình đang di chuyển ở bên dưới cầu vượt C1 tại nút giao Phan Cửu Nghĩa nha các bạn. Và vị trí mà mình đánh dấu nè, thì hiện tại người ta sẽ không thi công để làm cái nhánh đường này, và sẽ thi công trong giai đoạn sau nha các bạn. Đó thì vị trí này, ngay chỗ vị trí đó, ngay chỗ mà cái đoạn dây các bạn, thì người ta sẽ làm một nhánh đường để mà các phương tiện từ Mỹ Thuận đổ về. Người ta sẽ có một cái vòng bo ngay đây để cho các bạn có thể bo lên bên ngay vị trí đây đó, bo lên đây để các bạn đổ về Mỹ Thuận. Thì cái nhánh đường này thì không biết có triển khai không, mình chưa biết, hiện tại thì mình đã chưa có thấy thi công gì hết. À, nếu ở trên bản đồ và ở trên cao nhìn xuống thì các bạn sẽ thấy hiện tại nút giao Phan Cửu Nghĩa này nó sẽ có hình dạng số 8 nha các bạn. Chỉ có hai nhánh ngã rẽ thôi. Thì nhánh ngã rẽ này thì khi nào thi công hay là mình sẽ cập nhật sau cho các bạn nha. Hiện tại thì mình thấy là chưa có triển khai làm gì hết. À, cái nhánh này nó sẽ bắt vào ngay chỗ vị trí đó, ngay chỗ mà cái đoạn dây đó, cái đoạn dây màu đỏ đỏ đó. Đó, vị trí mà lắp cái hàng dây điện đó đỏ đỏ đó, thì chỗ đó nó sẽ là nó có, người ta có thi công thảm nhựa dư ra một đoạn nhưng mà người ta chặn lại. Thì nếu mà sau này có triển khai thì nó sẽ là một đoạn đường từ đó, từ vị trí đó đó sẽ nối bo qua đây lên trên cái đoạn này, cái đoạn nối này đó, để cho phương tiện có thể mà đổ về Mỹ Thuận khi các phương tiện từ Mỹ Thuận đến vị trí cái đằng đó đó. Thì nếu có quên gì muốn quỳnh trở lại về Mỹ Thuận nữa thì sẽ bo đường nhánh này mà chưa có thi công nha các bạn. Đó, sẽ nối vào đây và sau đó lên cầu vượt C1 này và đổ về Mỹ Thuận một lần nữa nha các bạn. Đây là một buổi sáng ở trên nút giao Phan Cửu Nghĩa, nơi vị trí mà cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận đang thi công để tiếp nối với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Bên kia đó chính là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, các phương tiện đang di chuyển đó. Sau này nó sẽ nhập làn vào điểm lên đó. Đó. Thế hôm nay mình chia sẻ như đây thì hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Thì các bạn cũng thấy đó, nơi cái vị trí này nè, bên cái tay phải mình nè, và hướng này chính là hướng từ Mỹ Thuận đổ lên trên Thành phố Hồ Chí Minh. Đó, vị trí này các bạn thấy vị trí này tại sao mà nó có cái làn đường ở đây nó bị cắt dừng lại đó. Thì cái vị trí này chính là các phương tiện, nhìn các phương tiện sau này nó sẽ là một cái nhánh đường đối diện giống như trang bên trái mình đó, nó sẽ có một cái đường bo đó. Thì sau này nó sẽ tiến hành khi nào thì mình sẽ cập nhật sau cho các bạn nha. Đó, ngay vị trí bên tay phải mình nè, đó nhánh đường mới chặn lại nè, sau này nó sẽ là một cái lối rẽ để dành cho các bạn khi mà từ Mỹ Thuận về tới nút giao Phan Cửu Nghĩa này, các bạn muốn hoành trở về Mỹ Thuận một lần nữa, bạn thì người ta sẽ triển khai làm thi công mà cái nhánh đường bo này.
nối vào với cái đoạn mà cầu đây, cái đoạn mà đang thi công dở dang nè đó, cái đoạn này nối vào cái đoạn này để cho các bạn lên cầu vượt C1 này và các bạn di chuyển xuống dưới cầu vượt C1 này và các bạn sẽ bo qua cái vòng bo bên kia đó, nhánh bo bên đây để cho các bạn đổ về Mỹ Hưng một lần nữa nha các bạn, dành cho những các phương tiện mà khi mà từ Mỹ Hưng di chuyển đến nút giao thông Cửu Nghĩa này và sau đó thì họ không muốn lên thành phố Hồ Chí Minh và họ muốn hoành trở về thì cái điểm này nè, nơi vị trí này nè, sau này không có khi nào họ sẽ thi công cái nhánh này đó, nhánh này để tiếp nối với cái đầu bên đây đó nha các bạn. Thì nhiều bạn cũng thắc mắc hỏi mình cái nhánh này, thì nhánh này hiện tại thì chưa có thi công gì hết, khi nào có thi công thì mình sẽ chia sẻ sau cho các bạn nhé, trước mắt thì mình thấy chưa có gì hết. Thì nhánh hiện tại thì nút giao thông Cửu Nghĩa này thì nhìn trên cao nhìn xuống nó sẽ có hình dạng số 8 nha các bạn, hiện tại thì chỉ có hai cái nhánh bo này nên mình nhìn trên cao mình xuống mình sẽ thấy được hình số 8. Khi mà triển khai cái nhánh này nữa thì nó sẽ ra ba cạnh, thì còn một cạnh nữa là nó nằm ở bên đây thì chắc còn lâu lắm mới triển khai cạnh này, nếu mà triển khai thêm cái cạnh này nữa và với triển khai cái cạnh này thì triển khai thêm hai cái cạnh này nữa thì nó sẽ ra hình bốn cánh nha các bạn, thì nó sẽ trở thành hình hoa hỷ. Thì cái chuyện mà triển khai thêm hai cái đường bo này nè đó, hai cái vòng xây, hai cái đoạn xây này nè, thì khi nào thì mình nghĩ là cũng chưa có rõ, chưa biết khi nào thi công, nhưng mình nghĩ chắc có thể là sẽ để dành cho giai đoạn 2. Thì lúc đó thì khi mà nó đã hoàn thiện cái nút giao không có nghĩa này thì nó sẽ trở thành một cái hình hoa hỷ nha các bạn. Rồi, hôm nay mình xin kết thúc video tại đây nhé.